Hiện đã có 38 tỉnh thành thông báo lịch nghỉ Tết Giáp Thìn cho học sinh. Lịch nghỉ Tết của các địa phương dao động trong khoảng từ 7 đến 16 ngày. Trong đó tỉnh Lào Cai, Hà Giang cho học sinh nghỉ dài nhất với 16 ngày, từ 24 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng. Tỉnh Bắc Giang học sinh nghỉ 7 ngày, tương tự lịch nghỉ Tết với người lao động. Hà Nội cho học sinh nghỉ nhiều hơn một ngày, từ 29 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng âm lịch. Hai địa phương này lý giải thời gian nghỉ Tết này hợp lý, không gây xáo trộn cho các gia đình, tránh được các tình huống mất an toàn khi trẻ được nghỉ học nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm. Các tỉnh thành còn lại, phần lớn học sinh được nghỉ khoảng 2 tuần. Thời gian đi học trở lại muộn nhất vào 19 tháng 2, tức là thứ hai đầu tuần. Thưa quý vị, các hãng hàng không cho biết vừa thảo luận với Cục Hàng không Việt Nam để tăng tải các chuyến bay những ngày cận Tết 2024. Các hãng đã được xác nhận lượt cất hạ cánh tăng thêm và sẽ tiếp tục đề xuất để chốt lại phương án bắt đầu triển khai bay. Các slot tăng thêm dành cho đường bay đang có tỷ lệ đặt chỗ cao, cần ưu tiên bổ sung ngay tải cung ứng như từ thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh. Các danh sách theo cấp danh sách và cấp tăng slot, Vietjet dẫn đầu số lượng hơn 600 chuyến, Vietnam Airlines 102 chuyến, các hãng khác 42 đến 84 chuyến. Việc bổ sung các chuyến bay này sẽ giảm phần căng thẳng về giá vé.